Điểm đến tiếp theo của chương trình Hòa Nhịp Phát Triển là thị xã Phú Mỹ. Thưa quý vị, theo tiến trình xây dựng phát triển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nghị quyết Đảng bộ thị xã Phú Mỹ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2025 đặt mục tiêu xây dựng thị xã Phú Mỹ trở thành thành phố gắn với thế mạnh công nghiệp cảng biển vào năm 2025. Để đạt mục tiêu, bước đột phá quan trọng là xây dựng chính quyền điện tử, phát triển đô thị thông minh. Và điều này cũng đồng nghĩa hạ tầng viễn thông công nghệ số được tập trung đầu tư nâng cấp. Là trung tâm kinh tế công nghiệp và cảng biển của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Phú Mỹ được Trung ương và tỉnh quan tâm đầu tư phát triển về nhiều lĩnh vực, trong đó có hạ tầng viễn thông nền tảng số. Hạ tầng viễn thông được đầu tư đồng bộ, không ngừng nâng cấp. Đến nay, các mạng điện thoại Vinaphone, Mobilephone, Viettel, Vietnam Mobile và Gmobile phủ sóng khắp thị xã Phú Mỹ. Thị xã có một bưu điện trung tâm, 10 xã phường đều có bưu cục. Internet đã kết nối thông suốt toàn địa bàn. Dịch vụ Wi-Fi có thu phí cũng lấp đầy hầu hết mọi khu vực ở Phú Mỹ. 100% cơ quan nhà nước từ thị xã đến các phường xã tại Phú Mỹ đều có kết nối Internet, có mạng LAN nội bộ, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, ứng dụng chữ ký số, chứng thư số trong phát hành văn bản điện tử. 100% công chức viên chức sử dụng hộp thư điện tử trong giao dịch, xử lý công việc. Mạng quanh cũng đã được triển khai đến 10 xã phường, đáp ứng điều kiện về hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin. Các hội nghị trực tuyến vì vậy thực hiện thông suốt chất lượng toàn thị xã. Thực hiện cái chủ trương của tỉnh ủy cũng như là ủy ban nhân dân tỉnh thì để xây dựng cái chính quyền điện tử trong thời gian qua thì thị xã cũng đã triển khai và ban hành khoảng 30 cái văn bản để mà chỉ đạo điều hành cũng như là triển khai sâu rộng trong các cơ quan đơn vị cũng như là trên địa bàn của thị xã. Từng bước triển khai đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, thị xã Phú Mỹ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công. Đến năm 2021, thị xã Phú Mỹ đã cung cấp 226 trên 283 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đạt tỷ lệ 79,85%. 107 trên 283 thủ tục ở mức độ 4, đạt tỷ lệ 37,8%. Cấp xã phường cung cấp 67 trên 144 thủ tục mức độ 3, đạt tỷ lệ 46,52%. Và 42 trên 144 thủ tục mức độ 4, đạt tỷ lệ 29,16% trong tổng số thủ tục hành chính công. Việc áp dụng mức độ 3 thì nó tạo thuận lợi cho các cái cá nhân cũng như là các cái tổ chức doanh nghiệp khi mà liên hệ giải quyết các cái thủ tục, giảm bớt cái thời gian lui tới cũng như là sẽ theo dõi được cái tiến độ, cái quá trình giải quyết cái thủ tục của mình như thế nào. Ứng dụng phần mềm một cửa điện tử tại bộ phận một cửa của thị xã và các xã phường mang lại kết quả tích cực trong xử lý hồ sơ. Song song đó, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cũng có thể tra cứu thông tin, tình trạng xử lý hồ sơ của mình tại các cơ quan có thẩm quyền trên hệ thống phần mềm. Mấy cô, mấy chị ở đây rất là nhiệt tình, chỉ dẫn từng ly từng tí một, cái thời gian rất là nhanh, làm rất là nhanh, nhanh gọn. Phương hướng sắp tới thì đối với thị xã Phú Mỹ để xây dựng chính quyền điện tử thì thị xã cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn để kịp thời quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đặc biệt là sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cái việc và giải quyết thủ tục hành chính để cho người dân thuận tiện hơn và giảm cái chi phí cũng như là kinh phí, thời gian để mà thực hiện các cái trao đổi, các cái thủ tục hành chính. Đó. Mà đặc biệt nhất là sẽ phát huy hiệu quả cái việc mà ứng dụng cái việc mà thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3-4. Từ mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết 17 của Chính phủ về phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025, và đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, thị xã Phú Mỹ càng xác định tầm quan trọng của việc xây dựng một nền hành chính điện tử đồng bộ hiện đại. Địa phương đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị cấp tỉnh, triển khai thực hiện các dự án thành phần nhằm không ngừng hoàn thiện hạ tầng công nghệ, đảm bảo tiến độ, hiệu quả trong xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn, cũng là chuẩn bị cơ sở dữ liệu, nền tảng cho việc xây dựng đô thị thông minh.